Trong lần hợp tác lần này thì VietinBank sẽ tập trung để đầu tư cho các khách hàng mua nhà các sản phẩm của Materay Home. Với những cái sự đầu tư chỉnh chu của Materay Home thì chúng tôi cho rằng là các sản phẩm đã được khẳng định trên thị trường và nó rất phù hợp với các phân khúc cao cấp. Thì chúng tôi cho rằng là đây cũng là một trong những cái sự cạnh tranh khác biệt của bất động sản Materay Home mà so với các chủ đầu tư khác trên thị trường hiện nay. Với cái năng lực tài chính cùng với cái room tín dụng dồi dào thì VietinBank sẽ thiết kế những cái sản phẩm, những cái concept về tài chính để phục vụ cho người mua nhà đối với Materay Home một cách tốt nhất, đầy đủ nhất. Và trong một cái điều kiện nhất định nào đó thì chúng tôi VietinBank cùng với Materay Home sẽ xây dựng những cái gói sản phẩm đặc biệt để ưu đãi cho các khách hàng của VietinBank mà mua sản phẩm của Materay Home. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái sự cam kết của hai bên trong cái vấn đề hợp tác và nhấn mạnh trong cái lần này thì đã khai thác cái hệ sinh thái, cái giá trị gia tăng của đối tác của hai bên. In the context of Vietnam's real estate market facing numerous challenges, the strategic collaboration with esteemed banks stands as evidence of Masterise Home's commitment and relentless efforts in delivering the utmost value to customers and investors. Collaboration with VietinBank also contributes to maximizing the advantages of both parties. Masterise Homes, a leading real estate developer with world-class projects, and VietinBank, one of the top reputable banks in Vietnam. This partnership facilitates customers' access to quality products through a range of diverse tailored financial support policies that cater to individuals' needs. Moreover, it also contributes to the secure and sustainable growth of Vietnam's real estate market in the coming years.